Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Trưa ngày 7 tháng 9, mưa to kèm theo gió mạnh do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 khiến rất nhiều phương tiện lưu thông trên đường phố Hà Nội bị quật ngã. Theo dự báo, tác động của bão số 3 với Hà Nội sẽ chậm hơn các tỉnh thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh. Từ 15 giờ đến 16 giờ ngày 7 tháng 9, Hà Nội bắt đầu có gió mạnh cấp 6, cấp 7, khả năng có gió giật cấp 9, cấp 10. Thời điểm 12 giờ tại khu vực cầu vượt ngã tư Kim Mã Liễu Giai, hàng loạt phương tiện đi qua đây khó khăn vì cơn mưa lớn. Tình trạng mưa nặng hạt với gió thổi mạnh khiến người tham gia giao thông bằng xe máy chao đảo, rất khó làm chủ tay lái và tốc độ. Ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến hàng loạt người đi xe máy bị ngã do gió to kèm theo mưa lớn. Các phương tiện di chuyển qua đây đều gặp khó khăn, nhiều người ngã rạp vì gió bão quá mạnh. Ngay khi phát hiện ra gió mạnh, nhiều người dân đi xe máy đã chủ động dựng xe dưới gầm cầu vượt để tránh rủi ro, nhưng gió mạnh vẫn quật ngã rất nhiều phương tiện. Nhiều phương tiện không thể tiếp tục di chuyển, được người dân xung quanh hỗ trợ đưa vào nơi trú ẩn dưới gầm cầu vượt. Gió bão mạnh có thể làm hàng chục phương tiện đang di chuyển bị ngã đổ liên tiếp như hiệu ứng domino. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một đợt bão lớn với sức gió cấp 8, cấp 9 có thể lên tới cấp 10, cấp 11 tại vùng tâm bão đã tiến vào đất liền, kèm theo đó là mưa lớn kéo dài, khiến cho việc di chuyển trên đường trở nên vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt, gió giật mạnh đã gây ra nhiều tình huống xe máy bị ngã đổ hàng loạt, gây ách tắc giao thông và gây tiềm ẩn nguy hiểm. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế ra đường khi không cần thiết, đặc biệt là trong thời điểm gió bão mạnh. Những người điều khiển xe máy cần chú ý kiểm tra tình trạng xe trước khi ra đường, chọn những tuyến đường an toàn và tránh những khu vực trống trải, ít vật cản để giảm thiểu nguy cơ bị gió thổi ngã. Vào 14 giờ 35 phút chiều tại Hà Nội, gió rít cực mạnh, nhiều cây xanh cổ thụ đổ rạp, người dân di chuyển khó khăn trên đường, nhiều người phải trú tránh dưới gầm cầu vượt vì gió thổi mạnh. Cùng lúc đó, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có công văn hỏa tốc gửi các cơ quan chức năng. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu người dân trên địa bàn thành phố không được ra khỏi nhà trước 20 giờ ngày 7 tháng 9, trừ các lực lượng phòng chống thiên tai, các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của trưởng ban chỉ huy cung cấp. Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh, để đảm bảo an toàn, Điện lực Hải Phòng đã ngừng cấp điện trên diện rộng, trong đó có nhà máy nước An Dương. Nhà máy nước An Dương đã ngừng sản xuất, kéo theo ngừng cung cấp nước cho phần lớn người dân ở khu vực 3 quận nội thành Hải Phòng cũ. Theo ghi nhận của phóng viên, có rất nhiều nhà tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh bị vỡ kính, tốc mái. Trước sức giật lớn của gió bão, chính quyền yêu cầu người dân ở yên trong nhà, trú ẩn ở nơi an toàn, nếu không có việc khẩn cấp không được ra khỏi nơi trú ẩn cho đến khi gió giảm. 12 giờ ngày 7 tháng 9, bão số 3 tiến gần vào khu vực Hải Phòng và Quảng Ninh. Hoàn lưu bão đang ảnh hưởng trực tiếp trên đất liền nước ta, trọng tâm vào khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng và các tỉnh lân cận. Báo Quảng Ninh thông tin, đến 13 giờ 15 phút, bão số 3 vẫn đang gây ra những đợt gió giật mạnh kèm theo mưa lớn, làm cho hệ thống điện lưới trên địa bàn huyện Vân Đồn bị mất. Nhiều cột thu phát sóng điện thoại không thể hoạt động, khiến cho nhiều khu vực không có sóng điện thoại di động, ảnh hưởng đến quá trình chỉ đạo công tác phòng chống bão của địa phương. Cùng với đó, nhiều bè nuôi trồng thủy sản của người dân, dây nuôi hào bị sóng gió đánh trôi, hệ thống cây xanh trên các trục đường chính tỉnh lộ 334 bị gãy đổ, nhiều mái tôn của nhà dân, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn giao thông bị gãy đổ. Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn đang tìm giải pháp, giữ liên lạc với các địa phương để nắm bắt về tình hình thiệt hại và chỉ đạo biện pháp phòng chống, tuyệt đối không để thiệt hại về người và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản. Báo Hải Phòng thông tin, theo dự kiến chiều ngày 7 tháng 9 năm 2024, cơn bão số 3 sẽ ảnh hưởng đến Hải Phòng. Trước đó lúc 5 giờ, bão đã ảnh hưởng đến huyện đảo Bạch Long Vĩ. Tuy nhiên, từ sáng ngày 7 tháng 9 đến 10 giờ, khu vực Hải Phòng đã ghi nhận gió to kèm theo mưa. Trên các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là một số cây cầu, lực lượng chức năng thực hiện cấm cầu để đảm bảo an toàn cho người dân. Theo thông tin trên báo Quảng Ninh, đến thời điểm 12 giờ 30 ngày 7 tháng 9, trên địa bàn thị xã Quảng Yên hiện có mưa to, gió 86 km/h, tương đương cấp 8, cấp 9. Các lực lượng đang bổ sung bao cát để phòng nước chiều dâng. Từ 11 giờ ngày 7 tháng 9 trên địa bàn huyện Hải Hà, bão số 3 với sức gió cấp 12 và mưa to đã làm tốc mái tôn trên khoảng 40 nhà dân, trụ sở cơ quan, trường học. Hiện nay các xã, thị trấn đang bị mất điện, 10 điểm dây điện bị cây đè vào, làm đứt dây điện trên địa bàn huyện. Khoảng 100 cây xanh trên quốc lộ 18A, các tuyến đường xã, thị trấn bị gãy đổ, khoảng gần 1 hecta mía đường bị đổ. Cơ quan điện lực huyện, công an huyện, ban chấp hành quân sự huyện đang tích cực xử lý để đảm bảo an toàn giao thông. Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phòng cháy chữa cháy huyện, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục bám sát địa bàn, triển khai các biện pháp theo nghiệp vụ được phân công.
chủ động ứng phó với diễn biến ảnh hưởng của bão số 3. Tại Uông Bí, hiện gió giật cấp 8, cấp 9 làm một cây cột điện gãy đổ tại phường Thanh Sơn, 82 cây xanh đô thị bị gãy, bật gốc, hai công trình phụ bị tốc mái, hiện tại không có thiệt hại về người. Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống bão, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Uông Bí chỉ đạo các đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục theo dõi diễn biến, đường di chuyển của bão, chủ động sẵn sàng các phương án, triển khai các biện pháp để ứng phó bão số 3. Công trình hồ thủy điện Yên Lập là hồ nước ngọt lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Tính đến 12 giờ ngày 7 tháng 9, để ứng phó với mưa bão, công ty thủy lợi Yên Lập đang phải xả tràn qua 3 cửa với lưu lượng 160 m/s để giảm lực nước hồ từ 119 triệu m³ xuống 110 triệu m³, đảm bảo an toàn công trình hồ đập. Đồng thời bố trí 100% quân số ứng trực bão số 3, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Quảng Yên yêu cầu khẩn trương lên phương án, bố trí địa điểm di rời các hộ dân khu vực hạ lưu hồ Yên Lập, ưu tiên người già và trẻ em. Hà Nội có thể nằm trong vùng đi qua của tâm bão. Trong chiều và tối ngày 7 tháng 9, thủ đô Hà Nội có khả năng xuất hiện gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật tới cấp 10, mưa liên tục trong 3 ngày với cường độ 300-400mm. Vào 7 giờ sáng ngày 6 tháng 9, tâm của siêu bão Yagi trên vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 160km về phía đông đông nam, cách Quảng Ninh khoảng 600km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, từ 184-201km/h, giật trên cấp 7, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h. Theo các đài khí tượng thế giới và Việt Nam, bão Yagi tiếp tục duy trì cường độ của một siêu bão đến chiều nay mùng 6 tháng 9, trước khi áp sát đảo Hải Nam Trung Quốc. Dự báo đêm nay, bão vượt qua đảo Hải Nam đi qua vào vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh nhất tới cấp 13-14, giật cấp 17, có thể là cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận ở khu vực này. Dự báo ngày 7 tháng 9, bão đổ bộ vào Hải Phòng, Quảng Ninh với cường độ rất mạnh, sau đó quét qua khu vực Đông Bắc Bộ sang Tây Bắc Bộ với cường độ suy giảm nhanh. Với kịch bản trên, Hà Nội dự báo nằm trong vùng tâm bão đi qua. Do ảnh hưởng rìa xa cơn bão, từ trưa chiều nay, Hà Nội bắt đầu có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ đêm nay, trời nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9, thành phố Hà Nội có mưa to đến rất to và dông, trong đó đỉnh điểm mưa tập trung từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 9. Tổng lượng mưa tại Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Thạch Thất, Quốc Oai, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh từ 200-300mm, có nơi trên 400mm. Thị xã Sơn Tây và các huyện Phúc Thọ, Trường Mỹ, Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, thời gian này có mưa từ 150-250mm, có nơi trên 300mm. Cũng do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm mai ngày 7 tháng 9, Hà Nội có mưa gió mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 8. Từ chiều nay, các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Long Biên, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Trương Mỹ, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh có gió mạnh cấp 5, cấp 6, tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Từ chiều tối ngày 7 tháng 9, thị xã Sơn Tây và các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ có gió giật mạnh cấp 4, cấp 5, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Cơ quan khí tượng cảnh báo, cường độ gió mạnh như thế có thể gây ra tốc mái, hư hại nhà cửa, làm gãy đổ cây cối, cột điện, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên các sông Cà Lồ, sông Bùi, sông Tích có khả năng xảy ra một đợt lũ, làm tăng nguy cơ ngập lụt các vùng trũng thấp, các bãi nối giữa các sông. Riêng khu vực thoát lũ của huyện Chương Mỹ có thể tái diễn tình trạng ngập sâu kéo dài. Các chuyên gia cũng nhận định, nếu kịch bản bão đi dịch xuống phía Nam, đổ bộ vào Thái Bình, Nam Định, thì Hà Nội còn có thể đón mưa lớn hơn, gió giật mạnh hơn. Trong tối mùng 5 tháng 9, Hà Nội và một số địa phương phía Bắc đã bắt đầu xuất hiện dông lốc trước bão. Riêng tại Văn Lý, Nam Định ghi nhận gió mạnh cấp 9, giật cấp 10 trong cơn dông lúc 22 giờ 20 phút tối qua. Bão số 3 đã vào đất liền nước ta theo một kịch bản ít mong đợi nhất. Bão giữ cường độ mạnh tới cấp 13, giật cấp 16. Vùng đổ bộ dịch nhẹ về phía Nam khiến đồng bằng Bắc Bộ, nơi đông dân và địa hình bằng phẳng sẽ chịu tác động nặng nề hơn. Khi bão số 3, tên quốc tế là Yagi, tiến gần với đảo Hải Nam Trung Quốc, ngày 4 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo về hai kịch bản có thể xảy ra.
Kịch bản thứ nhất, bão đi vào phía bắc đảo Hải Nam, sau đó đi vào phía vịnh Bắc Bộ. Với kịch bản này, bão ít suy yếu hơn do đi qua một số vùng có địa hình tương đối bằng phẳng. Ở kịch bản thứ hai, bão đi qua phía đảo Hải Nam, vào phía nam vịnh Bắc Bộ. Với kịch bản này, bão sẽ suy yếu nhiều hơn do ma sát với địa hình núi cao của đảo. Bão số 3 hôm qua đã đi theo một kịch bản bất lợi nhất khi tâm bão men theo khu vực eo biển giữa đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc. Vì vậy, khi vào vịnh Bắc Bộ trong đêm qua, cấu trúc bão vẫn ổn định với cường độ bão không suy giảm đáng kể. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật cấp 17 trên vịnh Bắc Bộ. Khi đi vào hoạt động trên vịnh Bắc Bộ, nhờ điều kiện mặt biển rất ấm, cường độ bão không suy giảm đáng kể, thậm chí có thời điểm mạnh trở lại. Khi áp sát bờ biển Hải Phòng, Quảng Ninh trưa nay, bão vẫn duy trì ở mức cường độ cấp 13, giật cấp 16. Được nhận định có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào miền Bắc nước ta trong 50 năm qua. Các đài khí tượng thế giới trong sáng nay còn đưa ra nhận định nghiêm trọng hơn. Mỹ và Hồng Kông, Trung Quốc cho rằng bão có thể đổ bộ với cấp siêu bão. Nhật cho rằng bão đổ bộ với cường độ rất mạnh, cấp 14, giật cấp 17. Sáng nay khi quần thảo, khu vực vịnh Bắc Bộ và các tỉnh ven biển miền Bắc nước ta, bão đã gây ra gió mạnh dữ dội. Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 13, giật cấp 16. Đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 13, giật cấp 14. Trên đất liền khu vực Cửa Ông, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Vùng đổ bộ của bão số 3 cũng đi theo kịch bản ít mong muốn, khi bão có sự di chuyển nhẹ xuống phía nam so với nhận định, gần hơn với đồng bằng Bắc Bộ, dù trung tâm bão vẫn là Hải Phòng, Quảng Ninh. Với kịch bản này, bão ít suy yếu hơn khi vào sâu đất liền nước ta do đi qua khu vực bằng phẳng hơn, đồng thời tác động cũng nghiêm trọng hơn, rộng lớn hơn. Dự báo chiều và tối nay là thời gian bão tác động dữ dội nhất ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, với gió giật mạnh, mưa lớn. Sang đêm nay và ngày mai, bão suy yếu và dịch chuyển qua Tây Bắc Bộ. Khu vực này ít chịu khả năng của gió giật mạnh nhưng cũng sẽ đón mưa lớn kéo dài. Đỉnh điểm từ đêm mùng 7 tháng 9 đến đêm mùng 8 tháng 9 gây nguy cơ rất cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.